Không, ngày thì chị đi làm thì chứ hàng hàng ngày cô thì điện về điện Zalo về hỏi thăm con sao sao vậy thôi, chứ mình đi làm mà cái công việc mình phải mưu sinh, mình nuôi con nữa. Dạ đúng rồi, dạ. Rồi cái chị gửi thằng bé thì bà ngoại nó ngày qua ngày thấy nó cái bụng nó thì chị tưởng nó là con nít nó mới lớn thì kinh nguyệt nó không đều, thì tháng có thì 2-3 tháng không thì mình tưởng nó là nó mới lớn thì kinh nguyệt nó đâu có đều. Dạ. Rồi mình cũng mấy cái nó đi học thì điện rồi hỏi con đi học này dọc đường con có đi chơi đâu không hay là sao đó, nó con đi học xong rồi con về nhà luôn, con không có đi chơi với ai hết trơn á. Dạ. Mình thì mình cũng quan tâm con qua điện thoại thôi chứ mình đi làm mình đâu có quan tâm trực tiếp được. Rồi Dạ. cái sau ngày qua ngày bà ngoại nó thấy cái bụng nó bự, cái bà ngoại nó mới điện cho chị nói sao thấy bé cái bụng nó bự, chị mới kêu đi chở nó đi khám nữa coi. Chở đi khám là mới biết là con bé nó có bầu, lúc đó là 4 tháng mấy gần 5 tháng rồi. Dạ. Rồi chị với anh đang làm trên trảnh nè, rồi cái mình công chuyện thì mình cũng chưa đâu biết ổng đâu. Dạ. Rồi cái từ từ mới mới bể ra là ổng xong cái chị đi về ổng không cho về, ổng cấm hai chồng nhưng không cho về, mà ổng nói là hai chồng vậy mà về là ổng kêu nha hồ xử hai chồng vậy. Tại vì chị hay tin vậy đó, chị mới lúc đó là chị không biết ổng, chị tưởng ông con chị nó đi học rồi bạn bè học chung thôi. Dạ. Như như Cái cái ông người hăm xã dọ, cái người hăm dọ là ông ngoại đó ha chị. chị ông ngoại Dạ. để chị kể hết cho con nghe, ổng nói chị mẹ chị nói vậy đó, cái chị mới nói giờ nói với anh lại với anh cơn anh hỏi chuyện gì vậy, nói con mình nó vậy vậy đó. Dạ. Rồi ông hỏi với ai, nói đâu giờ đâu có biết ai đâu. Rồi hỏi nó thì nó cứ khóc, hỏi hỏi biết nó khóc rồi hỏi nó biết nó quản hay sao á, nó mới chỉ đại là thằng học chung, Dạ. mà học chung thì nó còn nhỏ gia đình đâu có vô tới nhà mình, nhà trường chỉ mới điện cho nhà trường chỉ nói ừ sao em tin tưởng nhà trường em gửi con em đi ăn học đây mà giờ con em nó làm vậy Dạ. đó. Rồi nhà trường mới mời cha mẹ của con bé thằng bé đó qua đây, Dạ. mà trong khi đó cha mẹ ta qua ta nói là con ta nó còn nhỏ xíu à, nó làm gì mà nó ở được cho con bé này có bầu như vậy. Dạ đúng rồi, cái tuổi đó nhưng mà con trai thì chắc chưa phát triển đâu. Chưa cái Dạ. mình cái lúc đó là chị chưa về kịp, chị còn đang công việc trên Sài Gòn chị chưa về kịp, tại vì mình phải về là chị cưng phải sắp xếp công việc cưng mới về được, chứ đâu phải cưng muốn về là về đâu mình làm cho anh ta mà. Dạ đúng rồi, dạ. Rồi cái ở đây bà ngoại đồ với bà ngoại của con bé với bà ngoại chị rồi nè mới năn nỉ người ta. Dạ. Năn nỉ người ta xong rồi người ta đi về, mà xong rồi cái ở đây bà dì chị mới hỏi hỏi biết là nó nói con ổng ở với ổng, bà dì chị mới hỏi ổng ổng là ai, hỏi biết nó mới nói ông ngoại đó, thì mới bể ra là biết mới biết là ổng. Dạ như vậy là lâu lắm mà hả chị? Là khoảng chừng trên 1 năm chứ chị? Trên một năm mà hồi lúc đó là con bé 12 tuổi. Rồi như năm nay là bé 13 tuổi mấy đó không chị? Tháng 4, tháng 10 này nữa là bé được 14 tuổi đó. Rồi rồi vậy là cũng một thời gian là lâu Tại vì rồi. hồi lúc ổng quan hệ với bé là bé nó chưa có kinh Dạ. đó, là từ lúc ổng quan hệ với nó là nó chưa có kinh, mà tới nó có kinh rồi là nó dính bầu luôn. Dạ. Như là hiện tại bây giờ là bé là được bao nhiêu tháng rồi chị? 6 tháng rồi. Dạ. Rồi mấy cái chuyện hổng gài mà lùm xùm hổng gài đó chị, là bé trong cái khoảng thời gian này bé có buồn ấy, trầm cảm gì không chị? Nói chung là chị bên cũng chị cũng động viên con mình này kia nọ, nhưng mà nó nói là hồi từ hồi mẹ mà nuôi con tới bây giờ đó, con đi học luôn á là cha là ông mới bảo nó ông không có cho con 1.000 nào cho, mà ông đi lên ông nói gì mà ông làm như ông đi làm có tiền là ông về ông cho con có ít ông cho ít, có nhiều ông cho nhiều, nó nói từ hồi đó giờ ông có cho con được 1.000 nào đâu. Dạ. Con đi ăn sáng con gặp ổng còn không trả tiền ăn sáng cho con, nó làm gì mà ổng cho tiền con mà ổng nói như vậy. À, cái đó là cha của bé ha chị. Cha ruột của bé đó. Dạ. Và sau đây là sự chia sẻ của hàng xóm, những người biết gần về cái mối quan hệ giữa ông ngoại với cháu ngoại đây. Mà cô chú chị tiếp tục theo dõi nhé. Lậu này có chỗ gần 5 tháng. Đó thì cấp đó thì đâu có khả năng được. Rồi tôi nghe ở ngoài nói, ở gần nó nói. Nó bà ngoại nó nói là đi gọi bà ở phường nó cũng gần đó, khám
mà bả nó bả cứu người, bả dưỡng thai với bả không có ấy được, bả lớn tuổi rồi, bả thương lắm nó. Ừ, mấy gì nó bà ngoại nói ông Minh cho mượn 15 triệu để đi cái tiếng trên đó, để cũng như đi tiếng trên đi thoát, không cho lộ, như là bà ngoại của bé. À, bà ngoại của bé lại mượn cái ông đó. À, cái ông Minh ông nói thôi để để nuôi triệu. Để dưỡng luôn. Nhìn là ý bà ngoại, bà ngoại ông có người khác chứ không phải là ông, theo mình xác định. Bỏ đứa bé à, muốn bẻ cho bé đi. Còn những cái ông mà Minh nói là ông muốn giữ lại. Chắc trời xui đất khiến hay sao? Cái đó là chú nghe tôi nói ông cho đến chết đàng hoàng, với một thực tế là không có ai bằng mình, mà mình đâu phải thân nhân đó mà đợi nói với mình. Rồi nghe cái bình luận này nọ cái cũng như là mấy cháu nghe người này nói người kia nói. Thì nó chú xác định rằng người ta nói bây giờ 100% nó cũng phải đạt 80-70%. Chứ không bao giờ cái chuyện không có mà nó có. Dạ đúng rồi. Nghe. Yeah. Đó, mà bây giờ nó đã lên mạng, bây giờ cháu bật lên cháu cũng biết hết trơn. Cái ghi luận mà vậy là cái vấn đề này là bà ngoại muốn giải quyết xong nha. Mà không biết bà ngoại biết cái tình trạng là ở cho mình này không, mà bà ngoại của nó thì cụ thể quốc học cho mình rồi luôn đó. Ở với bà ngoại nó thì đúng gọi là mày mới kêu ngoại, kêu ngoại sáu, kêu ngoại sáu chứ ông ngoại, kêu ngoại sáu ông ngoại. Ông ngoại sao? Ông ngoại ruột của nó. Cái gì là đã quen với bà ngoại rồi. Tới lui tới núi rồi. Giờ ông ngoại này mới đưa cháu bé đi học. Đưa rồi lúc còn ấy, còn ơi lớp 4, lớp 3, lớp 1 rồi đó. Trời ơi. Rồi tới chừng mà lần rồi á. Tới lớp để coi lớp 5, lớp 6 là tự anh mua xe đạp điện cho nó chạy. Rồi thỉnh thoảng cũng nghe nói là chở đi một bột kè ăn bánh mì này nọ kia. Đó, rồi theo mình tưởng tượng là nghe nói bình luận này thì cũng như vừa nói chơi mà vừa nói thiệt. Trong đó cũng có nói chơi, nó quá lố nữa. Thì thấy em bé này có khi ở chung với ông ngoại sáu á. Rồi có sơ hở cũng nít mà nó đâu có biết giữ gìn này nọ kia, cái tác phong cho ông vẫn vô tư. Rồi bận quần này nọ kia, rồi đùi trắng đồ cũng mập mạc rồi. Rồi thấy đi ông ngoại thì có cái ý. Đi tò mò nhỏ này á, phải dùng tiền mới có ra cái vụ này được. Chứ như không rồi đủ mà lợi hốt gì sao. Theo cái cảm thấy bình luận á. Như vậy là dùng tiền để đi dụ. Dùng tiền rồi bà ngoại với nó nói chung là nghèo chết mẹ, chứ không phải là giàu có gì đi học rồi. Bạn bè nó trời ơi cho lần 200, 300, nó ông ngoại sáu cho 200, 300, 500. Mà học sinh nào ở đây mà có tiền gì vậy? Còn ổng thì vườn mười mấy 20 công. Ổng giàu có. Còn cái nhà của ổng đủ mà xây tường luôn. Không có ai mà được. Nói cái vậy dạng vậy đó. Rồi ai chồng con cháu nó tới lui là ai chồng không ai vui đó. Rồi ổng cũng đi chơi thì ổng thích tay ra ổng chạy chơi. Rồi chiều cái gì tỉnh đoạn thứ 7 chung nhật thì ổng chở. Cháu ổng đi chơi. Có ai mà biết được cái cháu con ta. Mình ở bà ngoại ta. Rồi hốt luôn rồi cháu ngoại luôn thì bật luôn. Cha mẹ đi bằng thịt bố, mẹ nó bằng thịt bố. Thì ở thì giao cho mẹ mình thì cũng như là bà ngoại đó, giao quản lý đó. Rồi bà ngoại rồi cũng bật đóng luôn. Thì bà ngoại tiền muốn bao nhiêu cũng có. Rồi ở chợ ở con ta gửi về, rồi con trai đã kế bên cũng giàu.